Từ đầu là chưa hề có nung nấu ý định là lớn lên sẽ học nhạc rồi được làm ca sĩ hay làm diễn viên, không hề có luôn á. Thực ra cho tới thời điểm bây giờ á, để mà nói tự tin về hát live thì Miu không không dám nói mình tự tin, tại vì nó sẽ có những cái bản chất mình không phải là một người có cái giọng hát khủng như Miu nói rồi đó. Có thể hát trong phòng thu nó sẽ có một chút tình cảm đó, nó có cơ hội cho mình hát lại, lỡ mình hát không tốt hay là chỗ nào đó mình được thu lại. Còn những cái người mà có cái giọng hát khủng thật là khủng á, người ta rất là thích hát live nha, tại vì đó là cơ hội để người ta thể hiện. Còn như Miu thì kiểu vẫn phải cố gắng thay đổi từng ngày, phải tập á, phải tập dữ lắm á. Thậm chí ngay cả cái chuyện mà Miu tập gym nhiều, tập thể dục nhiều á, để Miu muốn có một cái sức, cái cục hơi khỏe á. Miu hay nghe mọi người nói là nhà Miu kiểu có điều kiện á, nên là Miu làm nghề này cho vui, rồi kiểu nhà giàu sẵn á, không có. Miu nhớ như anh luôn á, lúc Miu 4 tuổi, chưa đi học lớp 1, là mẹ đã sắm cho Miu với chị gái mỗi người một cái kéo bấm chỉ á. Thì lúc đó mẹ Miu làm may quần áo, đồ bộ, đồ chợ thì may tính bằng ký, tính tiền lương từng công may bằng ký. Thì mẹ cứ đạp trên máy may, xong rồi mẹ thảy ra sau, cái hai chị em phải bấm những cái chỉ thừa. Xong hai chị em xếp đồ cho vô bao tải. Người ta quy định một cái bao bố đó là bao nhiêu bộ đó, xong hai chị em kiểu kéo tới chỗ cho cái người mà chủ á. Em cố mang đến anh niềm vui. Để mà công tâm mà nói thì cái nghề này đem lại cho mình quá nhiều thứ. Nếu như mà không làm nghệ thuật nha, mình làm một người bình thường á, mình sẽ không bao giờ có được nhiều cái sự yêu thương từ những người khác cho mình như vậy đâu, ngoại trừ gia đình mình ha, bạn bè, những người thân mình không nói. Còn khán giả họ thật sự là những người dân mà họ đâu có máu mủ gì với mình đâu, mà tự nhiên họ yêu mến mình, họ dành cho mình những tình cảm rất là tốt đẹp á. Cái lợi của việc làm người nổi tiếng là được rất là nhiều tình yêu thương từ mọi người. Tôi vẫn thích vai trong Em Là Bà Nội Của Anh. Khi sau những cái sản phẩm mình đóng á, mình xem lại mình thấy được cái đó rõ, mình là người thấy rõ nhất mà. Nhưng mà Miu cũng không biết cách nào để mình thay đổi mình rõ rệt hơn á. Miu nghĩ cần thời gian, giống như là khi mà mình sống ngoài đời rồi mình va chạm nhiều, hoặc là mình có những cái bài học cho bản thân mình á, rồi mình chín chắn hơn, rồi cách diễn của mình nó cũng sẽ thay đổi. Miu nghĩ vậy, Miu tin như vậy. Miu rất là thích đóng những cái vai mà có tạo hình không đẹp, hoặc là nếu như có một bộ phim nào đó mà đáng để mà yêu cầu cạo đầu á, Miu cũng sẽ cạo để đóng. Không thích có chồng, chỉ là không muốn mình bị ràng buộc bởi một cái tổ ấm nhỏ, tại vì mình cảm thấy mình chưa đủ trách nhiệm cho nó. Miu thấy cho tới thời điểm giờ nha, mình đang rất là ổn, có nghĩa là mình tự kiếm tiền được, mình tự khắt khe được cho cuộc sống của mình á, nó ổn hơn rất là nhiều so với chuyện là mình phải sống dựa phụ lệ thuộc vào một ai đó.